Đây là bé rái cá hoang dã và Tuân vừa thả nó ra. Và các bạn đang thấy nó đang làm gì với Tuân không? Nó đang đánh hơi cơ thể của Tuân để nó nhận biết dấu hiệu coi Tuân có phải là kẻ thù của nó hay không. Đáng lẽ thường á, những con rái cá hoang dã nó sẽ tấn công, nó sẽ chủ động tấn công khi thấy người ta tiếp cận nó. Nhưng cái con này á, tại sao nó lại làm lơ với Tuân? Đó là một cái tuyệt chiêu mà Tuân muốn chỉ cho tất cả các bạn. Trời ơi, em nó giờ nó vô đây nó nằm nó ngủ luôn rồi các bạn ơi. Thì cái này á, Tuân gọi nó là cảm âm. Cảm âm á, có nghĩa là mình cảm được cái tâm của con rái cá nó muốn cái gì, và mình giao tiếp nó bằng âm thanh của sự cảm nhận đó. Nên Tuân tự nghĩ ra và đặt nó là cảm âm. Các bạn thấy không? Bé rái cá này nó đang cầm hộp thức ăn nó chơi. Bé rái cá hoang dã này, Tuân phát hiện ra thêm một điều ở nó nữa là nó có khả năng biểu diễn xiếc rất là tốt. Bởi vì cái hộp thức ăn của nó, cái cách cầm của nó là Tuân biết là nó thích chơi với những viên đá. Các bạn để ý đi. Không. Thấy không? Nó cầm viên đá nó để lên tay nó chơi kìa. À, cái hộp thức ăn kìa. Bảo đảm nếu mà thả về thiên nhiên á là nó sẽ tự đi tìm một cục đá riêng cho mình và nó cầm cục đá nó chơi như vậy. Người ta ở bên Mỹ gọi là jungling, là làm xiếc trên hai bàn tay á. Đó, các bạn thấy không? Nó cầm đá, nó cầm thức ăn nó chơi kìa. Nó hầu như là nó không có sợ Tuân. Bởi vì Tuân đã cảm được nó, cái tâm của nó muốn gì Tuân hiểu được. Và Tuân giao tiếp nó bằng ngôn ngữ không lời, là Tuân chỉ dùng mắt để giao tiếp với nó thôi. Bây giờ các bạn muốn gọi đặt tên cho em nó là gì đây? Baby Cute. Ăn hay cưng? Đừng cắn đi ô nha. Đó thì động vật á, các bạn thấy nó thân thiện không? Nó hoàn toàn là không có cái dấu hiệu gì là chuẩn bị muốn tấn công Tuân cả. Mà nó xem Tuân giống như là cành cây ngọn cỏ xung quanh nó vậy đó. Nó đâu có sợ Tuân đâu. Đó, Tuân đang dùng cảm âm để nói chuyện với nó đó. Tuân muốn cho nó biết rằng Tuân rất là thân thiện và Tuân đang tìm cách trả nó về với thiên nhiên. Giỏi lắm, ăn đi con. Ăn càng nhiều càng no càng khỏe mới có sức đi về thiên nhiên, hiểu không? Thì các bạn cứ đăng ký kênh YouTube Tuân đi, Tuân sẽ nói về làm sao để các bạn học được tuyệt chiêu cảm âm này một cách tường tận để trở thành người huấn luyện thú nổi tiếng thế giới luôn nếu bạn thích. Còn Tuân thì chắc không cần đâu. Tuân muốn tất cả các bạn đều làm được như vậy để có thể am hiểu được động vật. Tuân có một cái khả năng là hồi nhỏ Tuân đi vô sở thú lúc mà cái chuồng cọp nó còn rộng á, người ta chưa có gài lại á, là Tuân vô trong cái chuồng cọp, Tuân ngồi trong lòng con cọp luôn. Và con cọp nó không có làm gì Tuân hết. Tuân chơi với nó, vuốt ve nó bình thường luôn. Và thường á, là những em nhỏ đều có thể dùng cảm âm để thuần hóa động vật rất là dễ dàng. Giống như bây giờ có một cái em nhỏ bên Trung Quốc, nó có thể ru ngủ được cho tất cả loài vật á. Các bạn có coi clip đó không? Đó là một cái khả năng đặc biệt mà các bạn có thể học được, ai cũng có thể học được. Để chia sẻ bí mật nha, một chút. Để học được cái đó các bạn cần phải là tập ăn thực vật nhiều hơn là ăn động vật. Bởi vì khi các bạn ăn thực vật nhiều á, mùi mồ hôi trên cơ thể của bạn á, nó sẽ không hôi thối bằng khi các bạn ăn thịt cá. Nếu các bạn ăn thịt cá thì người cơ thể của bạn rất là hôi thối. Ví dụ bạn với con heo đi, các bạn đứng gần con heo các bạn chịu nổi mùi của nó không? Thì nó ăn cái gì thì người nó hôi theo cái mùi đó. Các bạn mà ăn thực vật nhiều á thì người của các bạn lúc nào cũng tỏa ra những cái mùi hôi dễ chịu, giống như là mùi của cây cỏ. Thì những cái loài vật khác giống như là những loài thú này nè, cái lỗ mũi khứu giác của nó rất là phát triển.
và nó sẽ dựa theo cái mùi hôi cơ thể của bạn mà thể hiện cảm xúc với bạn, như là nó sẽ tự vệ hay là tấn công hay là làm lơ. Thì những bạn mà ăn thực vật á, thì những con vật nó có tính hoang dã như thế này nó sẽ thường làm lơ bạn, nó coi bạn giống như cành cây ngọn cỏ vậy. Đây là loài thú ăn thịt mà, bởi vì bạn là người của bạn đâu có mùi hôi của động vật, cũng không có dấu hiệu gì là để gây chiến với nó, nên nó làm lơ bạn luôn. Còn nếu mà bạn mà ăn động vật đi thì người bạn sẽ có mùi của những con thú. Bạn thích ăn cá đi thì cái con rái cá này nó nghe người bạn có mùi con cá thì nó sẽ muốn cắn bạn liền, bởi vì thịt của bạn thơm quá mà, hiểu không? Đó, thì tôi làm cái trên này tôi nói sơ sơ cho các bạn hiểu vậy thôi, và còn nhiều lắm. Và bây giờ là cái bé rái cá hoang dã này là tôi đang nghiên cứu coi nó muốn gì, liệu nó có trở về thiên nhiên được không. Thì tôi thấy là cái bản năng tự lập của nó cũng cao đó, nhưng mà nó còn ngây thơ quá, nên bây giờ chắc phải đem nó vô rừng sâu dữ lắm, nó cứ đánh hơi mùi cơ thể của tôi hoài. Nó đâu có cắn tôi đâu các bạn, thấy không? Chứ các bạn mà ăn thịt cá nhiều là chắc nó cắn các bạn luôn. Rồi từ khi các bạn mà có thể được mấy cái loài vật nó làm lơ như thế này á, cái loài thú hung dữ mà nó làm lơ bạn luôn, thì bạn mới có khả năng học được cảm âm, sẽ thuần hóa được động vật những cái từ bậc thấp đến cao. Những con càng nguy hiểm thì cái level của cảm âm của các bạn phải càng mạnh hơn mới có thể hiểu được, mới có thể thuần phục được tụi nó. Level yếu thì chỉ làm được những con nhỏ nhỏ thôi. Nếu ở Việt Nam mà không chịu yêu quý, yêu thương động vật thì khoảng 100 năm nữa thì Việt Nam sẽ tuyệt chủng, cũng sẽ bị Trung Quốc đàn áp y như Mông Cổ bây giờ. Bởi vì bên Mông Cổ là nó không có thú quý hiếm, nó cũng chỉ có con người bình thường thôi. Nên khi mà Mông Cổ xảy ra sự cố tranh chấp với Trung Quốc thì quốc tế họ cũng bỏ mặt luôn. Bởi vì đâu có gì mà để quốc tế quan tâm nếu Mông Cổ mà bây giờ người ta có những loài thú quý hiếm đặc biệt. Những cái tổ chức bảo vệ động vật thú nước ngoài họ sẽ can thiệp ngay. Và nếu mà Mông Cổ có thiên nhiên tươi tốt, hệ sinh thái phong phú như Việt Nam thì tất nhiên Mông Cổ đã được bảo vệ rồi. Còn bây giờ ai cũng bỏ mặt làm lơ cho Trung Quốc hại Mông Cổ. Việt Nam cũng như vậy. Và Trung Quốc họ hiểu được điều đó, họ hiểu được cái lợi ích của động vật, thiên nhiên và môi trường nó ảnh hưởng như thế nào đến một quốc gia, nên họ tìm cách mọi giá thu mua động vật Việt Nam hàng loạt, thu mua gỗ, cây, rừng Việt Nam hàng loạt. Để bây giờ rừng thiên nhiên của Việt Nam chỉ còn là đồi trọc, đất trọc thưa thớt. Thiên nhiên Việt Nam đang bị hủy hoại chết dần. Và họ còn chặn phá những cái nguồn nước từ trên thượng nguồn chảy xuống, để bây giờ ruộng lúa ở Việt Nam đều đã bị ngập mặn. Việt Nam đang bị Trung Quốc tấn công, không phải tấn công bằng chính trị mà tấn công bằng kinh tế. Họ không gây chiến với con người Việt Nam, họ rất là thông minh, họ gây chiến với động vật Việt Nam. Các bạn thấy ghê không? À, tôi vừa nói chuyện với các bạn, tôi dùng cảm âm để gọi bé rái cá nó đi vô trong này có gì vui lắm. Đó, đó là khả năng giao tiếp bằng cảm âm với động vật. Các bạn thấy khả năng của tôi thế nào? Nếu các bạn không đăng ký kênh YouTube Tuyun, Tuyun sẽ không chia sẻ những bí mật này cho các bạn biết được. Bởi vì tôi nói ra càng nhiều thì tôi càng gặp nguy hiểm,